dũng cảm tiến lên, chúng ta không chùn bước. Gặp phải kẻ địch mạnh, hãy ưỡn ngực đàng hoàng. Còn quay sông giáp, chạm vào nhau té lửa. Tình bạn này giúp chúng ta lên đường. Còn quay xoay tròn sẽ chỉ lối. Tấn công phòng ngự, thay đổi trận chiến. Chồng sông giáp lên nhau, nhiệt huyết trào dâng. Giành lấy chiến thắng, không để lại ân hận. Con quay và tôi là đôi bạn trời sinh. Vai kề vai, cùng theo đuổi ước mơ. Con quay sông giáp, bắn ra đánh thức thần thú. Xông lên, năng lượng tăng tốc không ngừng chuyển động. Con quay sông giáp trong tay tôi không ngừng chuyển động. Chiến đấu đi, con quay sông giáp, đánh thức thần thú. Xông lên, cùng nhau thực hiện giấc mơ trong tim. Xoay 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 đi nào, tôi là vua con quay. Con quay sông giáp, nhờ bắn ra vòng tròn sông giáp siêu năng, có thể thực hiện thay đổi mô hình kết độc nhất vô nhị. Là tấn công siêu tốc hay phòng ngự ổn định, tất cả do bạn quyết định. Thời đại của con quay sông giáp đã đến rồi. Các tuyển thủ, lấy chức quán quân làm mục tiêu. Hãy vượt qua đỉnh cao của thế giới đi. Tập 15, Dục Hỏa Trùng Sinh, Chiến Thần Sen Hồng. Hiệu trưởng, dựa trên camera giám sát được khôi phục và điều tra tại hiện trường, có thể xác định chuyện lần này là do đôi cánh ma long làm. Đôi cánh ma long? Thật không ngờ chúng tới nhanh như vậy. Việc này tạm thời giữ bí mật, đợi sau khi tôi liên hệ với tổ chức con quay quốc tế rồi mới quyết định. Rõ. So với đôi cánh ma long, điều khiến tôi lo hơn là mấy đứa trẻ trong đội mặt trời rực cháy. Lần này đôi cánh ma long gây rối, khiến con quay của chúng bị tổn hại nghiêm trọng. Mà không lâu nữa là cuộc thi liên học viện con quay toàn quốc. Hiệu trưởng yên tâm, tôi có lòng tin đối với chúng. Chúng rất nhanh có thể phấn chấn lên thôi. Chỉ có thể sửa chữa chiến thần bảo viêm và võ thần biển sâu tới mức này thôi. Còn về vòng sông giáp của hai con quay, tôi thực sự không thể làm gì được. Chiến thần bảo viêm đều tại tôi. Nếu không phải tại tôi thì tất cả cũng không thành ra thế này. Tin giả. Tôi không giỏi an ủi người khác, nhưng tôi biết chiến thần bảo viêm nhất định không muốn cậu thế này. Ran, đừng để bị tức giận và thù hận chi phối nữa, bởi vì loại sức mạnh đó chỉ đem lại sự hủy diệt. Giờ việc khẩn cấp nhất là tìm cách để sửa được chúng. Tôi sẽ quay về bộ tộc một chuyến. Mọi người, chúng ta hẹn gặp lại nhau tại cuộc thi liên học viện con quay toàn quốc. Ừ. Con bỏ cuộc thôi, thật sự không thể cố thêm được nữa. Mẹ ơi, đây là nơi nào vậy? Chùa Cổ Kiếm. Chùa Cổ Kiếm. Đây là một ngôi chùa cổ, đã có lịch sử hàng ngàn năm tu luyện kiếm thuật và con quay. Môi trường bên trong thanh tịnh, vô cùng yên tĩnh. Nhầm rồi, làm lại. Mẹ đã nói là môi trường thanh tịnh mà, phải không? Tránh ra, tránh ra. Đồ khỉ đáng ghét, các ngươi làm phản hả? Đây là quà tặng sư phụ. Mẹ, để con đi lấy lại. Thôi bỏ đi, không quan trọng nữa. Việc quan trọng hôm nay là đến tìm sư phụ của mẹ, Cổ Kiếm đại sư. Ai đang gọi ta đó? Này, có thể đỡ ta một chút được không? Tê chân quá. Nhảy từ trên cao xuống như vậy, đương nhiên là tê chân rồi. Lớn tuổi rồi mà còn xuất hiện vô trương như thế. Sư phụ, lần này con quay về là muốn nhờ người sửa chiến thần bảo viêm. Chiến thần bảo viêm vì tiêu hao hết năng lượng nên rơi vào ngủ sâu. Muốn gọi nó tỉnh dậy thì cần truyền vào nguồn năng lượng mới. Con phải làm thế nào? Tuyển thủ con quay chân chính sẽ có tâm ý tương thân với con quay. Chỉ cần con có nguồn sức mạnh mới thì nhất định có thể truyền cho chiến thần bảo viêm. Con phải làm thế nào mới có thể có nguồn sức mạnh mới đây? Đương nhiên do ta đích thân hướng dẫn con tiến hành huấn luyện nghiêm khắc rồi. Một trong những sức mạnh có thể đánh giá tuyển thủ con quay chính là sức bật. Tinh giả, hãy bắn con quay vào cây cổ thụ kia đi. Xem con đây. Chiến thần bảo viêm, cú bắn bảo viêm.
Đại sư, sức bật của con thế nào? Đinh Giả, tới lúc kiểm tra sức bật của con rồi. Tiếp theo sẽ rèn luyện sức nhẫn nại. Con vào nơi trong cùng, lấy bảo vật ta chôn dưới hòn đá ra đây. Đã rõ. Nóng quá. Nóng, nóng quá. Chiến thần bào viêm, xông ra đi. Đại sư, bảo vật lấy được rồi. Tinh giả làm tốt lắm. Đại sư, bảo vật này là gì vậy? Quài lang nướng mới ra lò. Không chỉ con quay cần có sức bền, mà tuyệt thủ con quay cũng không thể thiếu. Có nước đậu sáng mai uống rồi. Đại sư, thế này thực sự sẽ có được sức mạnh mới sao? Đương nhiên, có lẽ chắc là không thể. Thì ra làm nhiều như vậy đều là trêu đùa con hả? Đại sư, con không có thời gian chơi với người đâu. Các đồng đội của con còn đang đợi con quay về. Thật ra vẫn còn một cách. Đó chính là dựa vào sức mạnh của mảnh vỡ con quay cổ xưa, đúc lại vòng song giác thiên kiếm, đánh thức chiến thần bào viêm. Mảnh vỡ con quay cổ xưa. Theo truyền thuyết, thời xa xưa có một con quay lớn mạnh thần bí từ trên trời rơi xuống. Con người thời xưa đã phát hiện ra con quay này, đồng thời qua việc nghiên cứu nó đã tạo ra nhiều thế hệ con quay khác. Nhưng về sau không biết tại sao lại nổ ra một trận chiến con quay lớn. Cuối cùng con quay cổ xưa kia biến thành các mảnh vỡ văng ra khắp nơi. Thì ra vòng sông giáp còn có lai lịch như vậy. Nơi này là di tích con quay cổ xưa. Ở đây có một mảnh vỡ của con quay cổ xưa được chùa cổ kiếm bảo vệ đã nhiều đời. Muốn lấy được mảnh vỡ của con quay cổ xưa phải vượt qua được thử thách của thần binh nơi đây. Mỗi thần binh đều là con quay trải qua trận đánh lớn kia hóa thành. Chiến thần bảo viêm, hãy tin tôi, nhất định sẽ khiến cậu tỉnh lại. Đại sư, làm thế nào để bắt đầu thử thách? Đơn giản thôi, có người tới đập phá này. Không phải chứ, vừa bắt đầu đã đông như vậy. Chiến thần bào viêm, cố bắn bào viêm. Xông lên, chiến thần bào viêm. Chiến thần bào viêm, đánh bay chúng đi. Xem ra cũng không khó lắm. Nếu không khó thì hàng ngàn năm nay mảnh vỡ của con quay cổ xưa sớm đã bị lấy đi rồi. Đừng lo, Tinh giả đã trải qua đợt huấn luyện nghiêm khắc của ta. Chính vì vậy nên con mới lo đó. Xem ra chiến thần bảo viêm sắp sửa thức dậy rồi. Nhưng thử thách thần binh này cũng yếu quá đi. Bao nhiêu năm nay khó khăn lắm mới có người tới thách đấu. Phải chơi cho đã chứ. Kết quả lại bị ngươi chê chúng ta yếu. Cho nó ném thử thử thách thật sự đi. Cố gắng lên, chiến thần bào viêm. Bỏ cuộc đi, ngươi không thắng nổi đâu. Yếu thế này mà đòi lấy được mảnh vỡ con quay cổ xưa. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Châm ngôn con quay của tôi chính là dũng cảm tiến lên, quyết không lùi bước. Để ta xem con quay của ngươi chống đỡ được bao lâu. Chiến thần bào viêm, con quay của ngươi sắp vỡ rồi. Chỉ trách ngươi quá yếu thôi. Vỡ.
Không, đừng hòng phá hủy chiến thần bảo viêm của tôi nữa. Đúng, đinh giả chính là như vậy. Càng tức giận và căm hận thì sức mạnh sẽ càng lớn. Tới đi, chúng ta hãy cùng nhau tiêu diệt chúng hoàn toàn nào. Đinh giả, đừng để bị tức giận và thù hận chi phối nữa. Bởi vì loại sức mạnh đó chỉ đem lại sự hủy diệt. Hủy diệt quyết không phải là ý nghĩa của giao đấu con quay. Giao đấu con quay thực sự bắt đầu từ khi gặp gỡ con quay của mình, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thách thức đối thủ mạnh, cùng va vào nhau, tạo ra những tia lửa tình bạn trên sàn đấu, cùng dũng cảm tiến thẳng tới ước mơ của mình. Tình giả, ngươi sẽ phải hối hận. Nhận thua đi. Con quay của ngươi hãy ở lại đây bầu bạn với chúng ta. Chiến thần bảo viêm, lần này chúng ta quyết không thể thua. Bởi vì tôi thực sự rất muốn lại được cùng cậu chiến đấu. Cùng dũng cảm tiến lên phía trước. Cái gì? Mảnh vỡ con quay cổ xưa. Tình giả, rất vui được gặp lại cậu. Chiến thần bảo viêm. Không, giờ cậu có tên mới rồi. Chiến thần sen hồng. Quyết không để nó mang mảnh vỡ của con quay cổ xưa đi. Xem đòn mạnh nhất của chúng ta đây. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Được, chúng ta lại kề vai chiến đấu nào. Chiến thần sen hồng, cô bắn thần viêm. Vòng sông giáp, công thủ chuyển đổi. Chế độ tấn công. Còn quay sông giáp, biến đổi xếp chồng. Chiến thần sen hồng, đánh tan hết chúng đi. Song kiếm đột kích. Chiến thần sen hồng, chúng ta thắng rồi. Để sửa võ thần biển sâu, ra được tộc trưởng đưa tới thánh địa của bộ tộc thần minh, vực sâu toái đà. Đối diện với thánh địa chứa đầy cạm bẫy, liệu Giang có thành công sửa được võ thần biển sâu không? Mời xem tập sau, thức dậy đi, Hải Vương vực sâu.